Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học tiếng Hàn của công ty đào tạo và tư vấn du học Nhân Phú. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về phần ngữ pháp của bài 5 trong sách tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1. Câu trúc ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta sẽ được học trong bài học ngày hôm nay chính là động từ, tính từ cộng với đuôi câu a, ayo. Đuôi câu a, ayo là đuôi câu kính trọng và thân mật được chia cho động từ và tính từ. Trong trường hợp là câu hỏi thì chúng ta chỉ cần lên giọng ở cuối câu là được. Cách chia đuôi câu a, ayo được chia làm 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là động từ tính từ cộng với đuôi ayo. Ở đây chúng ta có hai ý chính. Ý đầu tiên, đối với động từ tính từ có nguyên âm a trước tà và không có phụ âm cuối thì lúc này chúng ta sẽ bỏ tà cộng với đuôi ayo và sau đó rút gọn giãn lược bớt một chữ a. Có nghĩa là như thế nào thì chúng ta cùng nhau chia đuôi a ayo với các từ sau đây rồi nhé. Động từ kha tà, trước tà có nguyên âm a, lúc này chúng ta bỏ tà cộng ayo sẽ được kha ayo. Sau đó chúng ta rút gọn lược bỏ bớt một chữ a sẽ được khayo. Tương tự như vậy với cha tà. Cha tà trước tà có nguyên âm a, chúng ta bỏ tà cộng với ayo là cha ayo. Cha ayo chúng ta rút gọn giãn lược bớt một chữ a sẽ được chayo. Các bạn làm tương tự như vậy với từ đi xa tà nhé. Và ở đây lưu ý rằng đối với các gốc động từ và tính từ không có phụ âm cuối, khi chia đuôi câu a, o, yo thì các bạn mới được áp dụng việc rút gọn giãn lược nhé. Ý số 2 là đối với động từ, tính từ có chứa nguyên âm a hoặc là nguyên âm o trước tà thì chúng ta sẽ bỏ tà và cộng với đuôi a, yo. Ví dụ bạch tà, trước tà có nguyên âm a nên chúng ta bỏ tà cộng với a, yo sẽ được bạch tài o. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta không thể giãn lược bớt một từ nào là bởi vì đối với những gốc động từ và tính từ có phụ âm cuối khi chia đuôi câu a, o, yo thì chúng ta không thể áp dụng được việc rút gọn giãn lược nhé. Sách tà, trước tà có nguyên âm a thì chúng ta bỏ tà cộng a, yo sẽ là chát chai o. Ô tà, trước tà là nguyên âm o, vậy thì chúng ta bỏ tà cộng ayo sẽ là o ayo. Nhưng mà o tà gốc động từ là o không có phụ âm cuối, chúng ta có thể áp dụng được việc rút gọn giãn lược đúng không? Vậy thì nguyên âm o kết hợp với nguyên âm a sẽ là nguyên âm quay đúng không? Quay o, quay o. Tương tự như vậy với cô tà, trước tà là nguyên âm o, vậy thì chúng ta bỏ tà cộng ayo chỉ là bu ai o, rút gọn là thoại o. Xúc tà, trước tà có nguyên âm o, vậy thì chúng ta bỏ tà cộng a vô sẽ là xô cài o, xô cài o. Trường hợp số 2, đối với tất cả các động từ và tính từ không chứa nguyên âm a hoặc là nguyên âm o trước tà thì chúng ta bỏ tà và cộng với a vô. Ví dụ mộc tà, chúng ta có từ mộc, mộc có chứa nguyên âm o, chỉ cần không phải là nguyên âm a và nguyên âm o thì chúng ta sẽ chia với ayo. Lúc này chúng ta bỏ tà cộng với ayo sẽ được mò coi o. Thứ hai, chúng ta có từ y tà, trước tà là nguyên âm y, lúc này chúng ta sẽ bỏ tà cộng với ayo sẽ được y coi o. Chu tà, trước tà là nguyên âm u, chúng ta bỏ tà cộng với ayo sẽ được chu ayo, viết rút gọn sẽ được chuoyo. Trường hợp số 3 là đối với tất cả các động từ và tính từ kết thúc bằng đuôi ha tà, khi chia đuôi câu a, o, yo thì ha tà sẽ biến thành heo. Ví dụ sa răng ha tà sẽ biến đổi thành sa răng heo, hoặc là cung bu ha tà sẽ biến đổi thành cung bu heo. Cấu trúc ngữ pháp thứ hai mà chúng ta sẽ được học trong bài học ngày hôm nay chính là danh từ cộng với e kha tà, có nghĩa tiếng Việt là đi đến một nơi nào đó. Cấu trúc này diễn đạt chủ ngữ của câu đi hoặc đến một nơi nào đó và trước e là một danh từ chỉ địa điểm. Ở đây các bạn lưu ý rằng là e khác với e so mà chúng ta đã được học trong tiết học hôm trước nhé.
Eso kết hợp với các động từ hành động như ăn, mặc, tắm, học tập, vân vân, và không kết hợp được với các động từ mang tính chất di chuyển như là kata hay ota. Trong khi đó thì e chỉ kết hợp với các động từ mang tính chất di chuyển như là kata, ota, thanita thôi, và không thể kết hợp với các động từ mang tính chất hành động. Các bạn lưu ý nhé. Ví dụ cụ thể như sau. 저는 시장에 가요. Trong câu này chúng ta có chủ ngữ là 저. 시장에 가요. Đi chợ, đúng không ạ? 저는 시장에 가요. Tôi đi chợ. Ví dụ số 2. 은수 씨가 학교에 가요. Chủ ngữ trong câu này là 은수 씨, chính là bạn 은수. 학교에 가요. Đi đến trường. 은수 씨가 학교에 가요. Bạn 은수 đi đến trường. Số 3. 어디에 가요? Chúng ta có 어디 là đại từ để hỏi, có nghĩa là ở đâu. 어디에 가요? Đi đâu đấy? 은행에 가요. Đi ngân hàng. 은행에 가요. Câu trúc ngữ pháp cuối cùng của bài 5 chính là an cộng động từ tính từ, có nghĩa trong tiếng Việt là không. An đứng trước động từ và tính từ để chỉ ra rằng đây là dạng phủ định của động từ tính từ. Ví dụ 저는 일요일에 회사에 안 가요. Chúng ta có an đứng trước 가요, phủ định hành động 가요 này. 가요 là đi, an 가요 là không đi. 회사에 안 가요, không đi đến công ty. 저는 일요일에 회사에 안 가요. Chủ nhật tôi không đi đến công ty. Ví dụ số 2. 우리 집이 안 가요. Chúng ta có an đứng trước 가요, phủ định tính từ 가요. 가요 là to, là rộng. An 가요, không to, không rộng. 우리 집 là nhà của tôi. 우리 집이 안 가요, nhà của tôi không được rộng. Cấu trúc ngữ pháp này có một lưu ý như sau. Đối với các động từ có đuôi kết thúc là hata thì an sẽ được đặt sau danh từ và trước hata. Danh từ an hata. Ví dụ 저는 영어 공부를 안 해요. Ở đây chúng ta có động từ chính là 공부하다, đã được chia đuôi câu a o yo. Theo trường hợp số 3 thì sẽ là 공부해요. Vậy thì an trong trường hợp này sẽ đứng sau 공부 và trước 해요. 저는 영어 공부를 안 해요. Tôi không học tiếng Anh. Ví dụ số 2. 저는 요리를 안 해요. 요리하다, nấu ăn. 요리하다 đã được chia đuôi a o yo theo trường hợp số 3 là 요리해요. Vậy thì an sẽ đứng sau 요리 và đứng trước 해요. 저는 요리를 안 해요. Tôi không nấu ăn. Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hãy cùng chờ đợi những video bài giảng thú vị tiếp theo từ chúng tôi nhé. Chúc các bạn một ngày học tập thật hiệu quả. 감사합니다.